Rồi ok. Xuống đằng sau điện thoại chưa rồi quá anh em. Dạ vâng ạ, Podcast Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Như quý vị thấy thì hôm nay chúng tôi đang chuẩn bị rất là nhiều cây đẹp để chuẩn bị cho hội chợ triển lãm sinh vật cảnh ở huyện Đông Anh. Và đến ngày mai là ngày 25 chúng tôi sẽ có mặt ở tại hội chợ triển lãm sinh vật cảnh Đông Anh. Và chúng tôi lần này thì có kinh nghiệm hơn lần trước. Đó là lần trước thì rất nhiều quý vị khách hàng còn nói rằng tại sao Foxconn lại có thể vào sâu như thế này. Lần trước thì chúng tôi được chứng kiến rất nhiều hình ảnh là khách hàng họ đi bộ từ ngoài vào đến tận gian hàng của Foxconn và gần như họ thở bằng tai luôn. Và họ vừa thở và vừa nói như thế này: Foxconn sao sâu thế. Thế nên là này chúng tôi rút kinh nghiệm, chúng tôi sẽ ở ngay ngoài ngoài mặt đường lớn nhất có thể và gần nhất có thể, thưa quý vị và các bạn. Vì thế lần này quý vị sẽ không cần phải vào sâu nữa đâu nhé. Bây giờ thì tiện với video để chuẩn bị cây mang lên hội chợ triển lãm sinh vật cảnh Đông Anh thì chúng tôi cũng sẽ có một chút kinh nghiệm gửi tới quý vị và các bạn mới chơi cây, cách cắt tỉa bớt lá để lộ ra được bộ bệ, bộ răm, bộ thân đẹp của cây. Và bây giờ thì quý vị hãy cùng cắt với chúng tôi nhé. Khi mà cắt lá thì quý vị hãy lưu ý đây là chúng ta sẽ cắt làm sao mà để chừa ra một chút phần cành lá như thế này. Đây ạ, quý vị có thể thấy. Để quay gần hơn đi để nhìn. Đây ạ, để chừa ra cái phần lách lá này. Quý vị có thể nhìn thấy cái phần lách lá chưa ạ? Vâng, chúng ta nên cắt như thế. Một số những người mà không chơi cây ấy thì bởi vì chúng tôi ngồi cắt rất là tỉ mỉ để cắt được ngần này cây 1, 2, 3, 4, 5, 6 và cây này là cây thứ 7. Chúng tôi phải mất tới 3 ngày, rất nhiều các cô bác đi qua thì có nói rằng: ô tại sao con mày này cứ mất công, mất thời gian cứ ngồi tỉa từng cái lá một như thế. Cô nghĩ là cô cầm, cô tuốt như rau ngót đi cho nó nhanh. Dạ vâng, như thế thưa quý vị và các bạn, như thế thì sẽ làm gãy hết cả mầm non đấy ạ. Và những cái mầm non mới nó sẽ không còn đường để mọc nữa thưa quý vị. Tôi xin trình bày lại nhá. Chúng ta sẽ cắt như thế này. Chúng ta sẽ đưa kéo sát vào phần lách lá như thế này và để chừa ra một chút khoảng độ 0,1cm như thế này. Và cắt nó đi để phần, để chừa lại một chút cành như thế này. Để cho phần lách lá, như quý vị thấy là có phần lách lá ở đây này, nó đang nhú lên này. Đấy, thì sẽ đảm bảo cho cây của chúng ta vẫn sinh trưởng phát triển tốt. Và mùa nào thì chúng ta nên cắt lá cây thưa quý vị? Đó là vào tầm thời tiết như thế này, bắt đầu có gió heo may, mùa thu thì bắt đầu đến như thế này là cắt lá là hợp lý nhất. Vì vào cái thời điểm này thì thỉnh thoảng trời sẽ có những cơn mưa, ngoài ra nắng thì không còn gắt nữa thì cây sẽ cái việc mà đổ mồ hôi của lá ấy, hoặc là đổ mồ hôi của lá thì sẽ hạn chế đi và cũng sẽ hạn chế được tình trạng là sẽ bị cháy thân. Cháy thân hoặc là cháy lá cây đấy ạ. Ánh đưa máy quay và quay gần từng cây một mà chúng ta vừa mới chuẩn bị đi để quý vị sẽ thấy rằng lần này đến hội chợ Đông Anh thì Foxconn đã chuẩn bị sẵn rất nhiều cây đẹp để gửi tới quý vị và các bạn. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là quý vị hãy đến tại Foxconn để ủng hộ chúng tôi chậu, đôn và cây bonsai quý vị nhé. Sắp tới thì chúng tôi sẽ có làm những video Tết. Vâng, bởi vì khi thấy gió heo may về như thế này, thấy trời se se lạnh là bắt đầu tự dưng không khí Tết lại đến rồi. Có lẽ một lát nữa sau khi mà quay xong video này, tôi sẽ vào thắp một nén hương để ngửi hương vị Tết, bởi vì tôi rất thích ngửi hương Tết thưa quý vị. Chị đấy bảo là chị đấy sẽ tí nữa chị sẽ vào thắp một nén hương để gửi hương vị Tết. Dạ vâng ạ, chúng tôi phải gửi cùng chị ấy luôn. Chị gật gù như em không biết gì. Anh trong tay chiêu mà anh quay được nhỉ? Thế em tận đây chiêu mà ở. Em cắt cẩn thận như đừng cắt ấy như cắt lá thôi nhá. Dạ vâng ạ. Chúng tôi xin phép được nhé.
nhắc lại là chúng tôi có mặt ở hội chợ triển lãm sinh vật cảnh Đông Anh bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 quý vị nhé. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0966 061 033 để chúng tôi được đón và đưa quý vị tới gian hàng của chúng tôi. Và lần này thì chắc chắn rằng chúng tôi sẽ ở gian hàng ngay bên ngoài đấy ạ. Hot Com xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại hội chợ Đông Anh. Xin chào.